mới vô bọc mà đã bay màu như thế này nè, đúng chất lia hia luôn nha mấy ní. Đây là em cá trước khi vô bọc nè, kiểm tra sức khỏe gửi cho khách nha. Đó, thì mấy con hoang dã thái em Elip này nè, nó như cá lia hia đồng mình á, nó cũng là lia hia đồng thái nha. Vô bọc thì nó rất là nhạt màu. Có nhiều bạn mới chơi không biết á, vừa về thấy trắng nhách la sùm hết, kêu cá điểu đồ này kia. Đấy, chứ bình tĩnh lại nha, cho nó kè gương hoặc kè cá là nó sẽ sung lại, nó sẽ lên màu lại bình thường nha. Anh em chơi cá lia hia thì biết rồi đó, vô là nó cứ sọc dừa. Thì hiện tại bên mình đang còn dòng em Elip nha, đuôi ngắn và đuôi dài đó. Có mấy con này kỳ son rất là đẹp, nhìn cái bộ đuôi star đâu khác hẳn mấy con lia hia đồng Việt Nam mình liền nha. Đó, con này lên cái bộ star đã ghê chưa. Bên này là mấy em đuôi dài nè, con này có kỳ son đỏ đẹp ở trên lưng luôn nha. Đó, thì dòng này mình còn có vài con à, đuôi ngắn thì mình còn nhiều, đuôi dài thì chỉ còn vài con. Bên này thì có dòng guitar nha, đó, đuôi như trái tim lá bồ đề á. Anh em thích cái dòng nào thì cứ ới mình nha. Beta thì mình cũng mới lên dòng Dumbo Koi Candy, có con Cooper luôn nha. Đó, rất là đẹp, tai rất là bự đều luôn, có chống máy đầy đủ cho anh em về chơi làm giống luôn nha. Bộ này lên cũng rất là ngon lành.